5có tủ lạnh thôi. Ngày kia nó chưa bán được tại nó bán mắc quá. Mình cũng cuối cùng rồi đó. Này nó cần xong mình hên nó được cái kênh này đó. Bây giờ đọc tập đó, mình thay đổi ý đó mình mất tiền. Trầm và sao cái hàng ngào cũng được nữa. Nào quay này.